tìm Kayo chiếc xe buýt nhỏ trên YouTube. Chúng ta có thể giúp các bạn ấy với công trình xây nhà. Ê, đợi mình với. À, chào Max. Chào Speedy, chào Sai. Hai bạn đến đây có chuyện gì? Đến để giúp các bạn đó. Phải. Hai bạn muốn giúp tụi mình hả? Phải. Nhưng sau đó bọn mình muốn cho các bạn ký tên vào cái này. Ký tên. Đầu tiên, hai bạn phải đẩy cát với những chiếc xe đẩy này. Khi nào bạn làm xong thì mình sẽ ký tên cho bạn. Không thành vấn đề. Nè, mình làm trước. Mình cảm thấy hơi lo lắng. Mình sẽ làm nhanh thôi hà. Ủa gì vậy? Trời, vô quá. Trời, Speedy. Thật khó để giúp đỡ người khác. Rookie và Pet đang trên đường chạy tuần tra. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Ở đó có chuyện gì thế? Mong qua đó kiểm tra thôi. Rắc rối rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Chú Pet. Tayo, chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, chú cũng thấy rồi đó. Ở chỗ này không có ai hết. Ở đây cũng vậy luôn á. Nếu chúng ta bị bắt một lần nữa thì chắc chắn cũng gặp phiền phức lớn. Speedy và anh Sai, chạy chậm lại thôi mọi người. Mình phải giao những cái này cho đúng giờ. Khoan đã. Ôi không, tất cả là lỗi của bọn mình. Đó là chú Bác. Mau chạy khỏi đây thôi. Chờ mình mới. Đừng lo, không ai có thể tìm thấy được chúng ta đâu. Chắc bạn nói đúng rồi. Ôi, mình là người duy nhất biết chỗ này mà. Sai ơi. Chuyện gì? Hai cậu kia. Tiêu rồi. Đây không phải là lần đầu tiên đã có người bị thương rồi đó. Đều là lỗi của Speedy hết đó. Cái gì? Sao có thể là lỗi của mình chứ? Đã tới nước này thì hai cậu chính thức bị đình chỉ. Cái gì? Không thể nào. Làm ơn đi mà. Bọn cháu sẽ không làm như vậy nữa. Dạ. Vậy được. Được rồi. Đây, chú sẽ cho hai cháu thêm một cơ hội nữa. Cái này là gì vậy? Nếu các cháu làm việc gì tốt và được người làm chứng ký tên thì các cháu sẽ được hoạt động lại bình thường. Phải làm việc tốt sao? Việc đó thì liên quan gì tới đình chỉ hả chú? Vậy các cháu muốn đình chỉ luôn bây giờ không? Không, ok của cháu là... Nếu các cháu không làm được việc gì tốt trong ngày hôm nay thì các cháu sẽ bị đình chỉ thật đó. Dạ. Việc tốt hả? Có nghĩa là sao chứ? Được rồi, mau nhanh tay lên. Chúng ta phải làm cho xong hết việc trong hôm nay. Mình biết rồi, chúng ta có thể giúp các bạn ấy với công trình xây nhà. Đợi mình với. Chào Max. Chào Speedy, chào Sai. Hai bạn đến đây có chuyện gì? Đến để giúp các bạn đó. Phải. Hai bạn muốn giúp tụi mình hả? Phải. Nhưng sau đó bọn mình muốn cho các bạn ký tên vào cái này. Ký tên. Đầu tiên, hai bạn phải đẩy cát với những chiếc xe đẩy này. Khi nào bạn làm xong thì mình sẽ ký tên cho bạn. Không thành vấn đề. Nè, mình làm trước. Mình cảm thấy hơi lo lắng. Mình sẽ làm nhanh thôi hà. Ủa gì vậy? Trời, vô quá. Trời, Speedy. Đứng lại, Speedy.
Các bạn ấy đang làm trò gì vậy? Nhưng hai bạn ấy nói là muốn giúp đỡ mà. Biết đi. Nên chúng ta chỉ có thể cho các bạn ấy ở đó. Ôi không. Các bạn mau ra khỏi nơi này đây. Chúng ta đã cố giúp rồi mà. Phải. Vậy mà các bạn ấy không thèm ký tên vào. Chào hai anh. Có chuyện gì với hai bạn vậy? Đó là một câu chuyện dài. Mà các bạn đang đi đâu vậy? Tụi mình làm xong việc sớm nên đang định giúp Robby nè. Giúp Robby? Dạ phải. Tụi em định giúp chị ấy dọn dẹp chỗ sân chơi. Nếu bọn mình giúp các bạn ấy thì chúng ta sẽ được ký tên vào. Mình sẽ giúp các bạn. Mình nữa. Hai người đó đang làm gì vậy? Em cũng không biết nữa. Tayo, xe buýt bé nhỏ. Các bạn cứ đi nghỉ ngơi đi. Bọn mình sẽ lau dọn cho. Tại sao? Chúng ta có thể cùng nhau làm mà. Mình đã nói rồi mà. Bọn mình chỉ cần chữ ký của các bạn thôi. Cho nên các bạn cứ đi đâu đó chơi đi ha. Đi. Cũng được. Chúc may mắn nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu dọn dẹp thôi. Đi thôi. Chắc bây giờ họ làm xong rồi ha. Dạ phải. Chuyện gì thế Robby? Coi nè, các bạn thấy sao? Cái gì vậy nè? Thậm chí còn dơ hơn lúc chưa dọn nữa. Bây giờ thì hãy ký cho bọn mình đi. Ký đây. Không thể được. Tụi em sẽ không ký gì hết. Chỗ này còn dơ trước khi dọn nữa. Ê, chơi gì mà không công bằng. Bọn mình đã dọn dẹp cho các bạn đó. Phải, em đâu có làm gì đâu. Em sẽ không ký. Tại sao lại không? Có chuyện gì ở đây thế? Hai đứa lại tiếp tục gây chuyện hay sao? Dạ là lỗi của Sai đó chú ơi. Dám bịa chuyện hả? Là lỗi của Speedy đó chú. Chú thật sự không thể nào tin hai đứa được. Như vậy đủ rồi. Bây giờ thì hai đứa chính thức bị đình chỉ. Hai đứa có thể đi về nhà. Nhanh lên. Nếu lần này còn không biết cư xử nữa thì hai cậu sẽ không được phép chạy trên đường nữa đâu. Ôi không. Bọn mình chỉ muốn giúp thôi mà. Phải. Mình cũng không biết là mình đã làm gì sai nữa. Được rồi, chúng ta dọn dẹp thôi. Sai, là do bọn mình gây ra hết đó. Ôi, các bạn ấy vẫn đang dọn dẹp kìa. Vậy mà mình cứ tưởng bọn mình đã giúp chứ. Nhưng hình như bọn mình chỉ làm mọi việc tệ hơn. Nhưng vì bọn mình bị đình chỉ rồi nên hãy cùng nhau về thôi. Phải. Ủa, đó là chú Sito. Đúng vậy. Có chuyện gì vậy chú Sito? Chú phải chở các du khách này đến sân bay. Nhưng bây giờ chú không thể chở được vì xe bị xẹp lốp rồi. Chú sợ là họ sẽ bị trễ chuyến bay mất. Cái gì? Phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị trễ. Một, hai. Mình muốn chở bốn du khách này đến sân bay đó. Nhưng chúng ta bị đình chỉ rồi. Bà không nhớ hay sao? Nếu hai đứa không cư xử đúng thì hai đứa sẽ không được chạy xe trên đường nữa đâu. Phải, có lẽ chúng ta không nên. Chúng ta đều bị trễ chuyến bay rồi. Chúng ta lỡ chuyến bay hả mẹ? Sẽ ổn thôi mà, không sao đâu con. Sai, mình thật sự rất muốn đưa mọi người đến sân bay đó. Mình cũng vậy, chúng ta hãy cùng đưa mọi người đến sân bay. Chú Sito, bọn cháu sẽ đưa mọi người đến sân bay nha. Thật hả cháu? Dạ. Speedy và Sai đã lái xe chở bốn du khách đến sân bay an toàn. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nha. Mình rất vui vì không có ai bị trễ chuyến bay. Mình cũng rất vui nữa. Mình cảm thấy rất tự hào. Hả? Đó là Tayo và Lani. Chào các em. Hả? Các em đã trên đường về nhà hả? Phải, tụi em vừa mới dọn dẹp xong luôn. Bọn mình thành thật xin lỗi. Đều là lỗi của bọn mình. Không sao đâu mà.
Nhưng mà không phải là hai người đang bị đình chỉ hay sao? Lỡ như chú Rocky và chú Pet phát hiện thì sao? Speedy, sai, hai đứa đang làm gì ở đây thế? Mau dừng lại. Chú nhớ là đã đình chỉ hai đứa rồi mà, tại sao lại như vậy? Đó, bạn thấy chưa? Bọn cháu không cố ý nhưng... Lại tiếp tục viện cớ nữa chứ gì? Chào mọi người, các cháu đây rồi. Chú đang tìm các cháu đó. Chú Sito. Chú vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn các cháu. Cảm ơn các cháu nha. Ý của chú là sao? Hôm nay xe của chú bị xẹp lốp nên không di chuyển được. Nhờ có Speedy và Shy để chở hành khách đến sân bay giùm chú. Nhờ có các cháu ấy mà mọi người mới không bị trễ chuyến bay. Hả? Chuyện này có phải là sự thật không? Dạ phải. Hả? Cái này là... Đây là những hình dáng mà chú tặng cho những người làm việc tốt. Sao chứ? Nhưng mà bọn cháu đã không giữ lời hứa mà. Đúng vậy, nhưng các cháu vẫn cố gắng giúp đỡ người khác dù biết là mình sẽ gặp rắc rối. Luôn sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần chính là phẩm chất của một người tốt. Như vậy các cháu xứng đáng không bị đình chỉ nữa. Cảm ơn mọi người. Chúc mừng nha. Làm tốt lắm. Các cháu có chắc với chú là sẽ không gây thêm chuyện gì nữa không? Dạ, đương nhiên là không rồi. Bởi vì bọn cháu là những chiếc xe ngoan. Speedy và Shy đã học được cách giúp đỡ người khác. Bây giờ thì các bạn ấy đã biết được giúp đỡ người khác vui như thế nào.